nối thành công và niềm tự hào của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bước sang năm 2019 với chủ đề vững bước tiên phong tự hào thương hiệu Việt. Ngày hội gia quân sẽ được các công ty thành viên đồng loạt tổ chức trong tháng 1. Ngày hội gia quân là nơi để các thành viên trong đại gia đình Bảo Vệ Nhân Thọ chúc mừng và vinh danh những thành tích đáng tự hào trong năm 2018 và cam kết quyết tâm cho một năm mới 2019 đại thắng. Ngày 5 tháng 1, Bảo Vệ Nhân Thọ Gia Định là đơn vị đầu tiên mở màn cho lễ gia quân. Tiếp theo từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1, đồng loạt các đơn vị Đồng Nai, Móng Cái, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang, Tây Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Thanh Hóa, Đông Đô, Mỹ Đình, Tràng An, Hà Nội, Bình Thuận, Quảng Nam, Thanh Yên, Hòa Bình, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1, các công ty Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đắk Nông, Bến Tre, Nam Định, Bình Định, Kon Tum, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Yên Bái, Bạc Liêu, Cà Mau, Bắc Cạn, Vĩnh Long, Bắc Nghệ An, Cao Bằng, Long An, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Hải Dương, Sơn Tây, Sơn La, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Trị, Uông Bí, Thái Nguyên, Bắc Bình Định sẽ chính thức xuất quân. Từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1, lễ gia quân của 18 công ty là Bảo Vệ Nhân Thọ Bình Phước, Hậu Giang, Trà Vinh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tây Ninh, Quảng Ninh, Tiền Giang, An Giang, Hà Giang, Sài Gòn, Thái Bình, Quảng Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đắk Lắk, Cần Thơ. Và Bảo Vệ Nhân Thọ Đồng Tháp là đơn vị cuối cùng khép lại chuỗi chương trình Ngày hội Gia quân 2019 vào ngày 10 tháng 2. Để chuẩn bị cho một trong những chương trình ý nghĩa nhất trong năm, các công ty, các ban nhóm đều đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng để lễ gia quân 2019 hấp dẫn và hoàn chỉnh nhất. Mỗi một màn ra mắt mang một màu sắc riêng, mỗi một tiết mục văn nghệ là một màn biểu diễn bất ngờ cho tất cả các thành viên tham dự. Hãy cùng nhau tham dự sự kiện để tự hào và nắm chặt tay nhau để khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt. Bảo Vệ Nhân Thọ, vững bước tiên phong.